Buổi sáng hôm nay là mình nhận được hai kiện hàng luôn, hai kiện hàng đấy, một hộp hình vuông, một hộp hình tròn, có nghĩa là vuông tròn. Nói chung là đây là hộp hình chữ nhật. Đây là một bức, à rồi, đây là bức thư pháp của anh Phùng Công Danh. Còn đây là cái tay cầm chống rung Smooth 4. Bây giờ mình sẽ dỡ ra cho mọi người xem nhá. Háo hức lắm. Nguyên tem. Đây là của hãng Jizun. Nói chung là nghe nói là dự kiến là cái tay cầm này là chứa khá là nhiều nút và khá là nhiều chức năng. Hy vọng không là mình thất vọng. Open. Nhẹ nhàng bóc ra. Trong là một cái hộp xốp rất là dày. Đây là hướng dẫn mà còn tiếng Anh nữa, về search trên YouTube cách sử dụng này. Này ra như kiểu hộp chống rung luôn. Rồi đây, ở đây là có, đây là cái tay cầm chống rung Smooth 4. Không biết là có pin nhỉ. Lên rồi. Đang đứng. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra để mình sử dụng, để mình quay. Ok, đây có một cái chân để lắp ở đuôi đây. Đấy, phụ kiện đi theo chỉ có mỗi chân và một cái dây sạc này thôi. Rồi, bây giờ mình đi quay rùa nào. Đây là món rau bí thần trưởng. Dạ vâng. Ui dồi, giật mình tưởng mẹ mang dao chặt đầu con rùa. Trời. Quay tập là xong. Cái này thích ăn to cơ, bé ăn không thích được. Nào ra nó gặm. Bé. To để gặm. Mưa rồi. Hiện tại là trời đang mưa rồi. Nhưng mà em rùa là vẫn đang ăn nhiệt tình. Bình thường ở nhà là mấy em rùa như mình là có ăn cả hoa dâm bụt với lại đây là lá tía tô trồng rất nhiều, cả người ăn cả rùa ăn luôn, rất nhiều. Cà này đấy, rau dền nữa, nói chung là nhiều lắm, nhà như cả một khu vườn trên mây luôn. Đây vặt này. Vặt ra. Mẹ ơi. Ba. Gọi gì đấy? Gọi gì đấy? Vào đây xem rùa này. Hả? Sau một hồi chạy đi chơi thì
Em nó chạy về đây. Ai chết 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 rồi, cắn cây bí rồi. Cắn cái bí. Thôi. Xong rồi, thôi. Thôi ăn đi. Xin chào. Này. Rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. À quên, đầu tháng 8 thì mình có khai giảng khóa 2 về thư pháp về tranh thủy mặc. Khóa 2 năm 2018. Mỗi năm là đều đặn 2 khóa mở ra mọi người nhé. Mình mảng chính của mình là viết thư pháp và vẽ tranh thủy mặc. Mọi người có thể đăng ký kênh và xem thêm những tác phẩm, những bài hướng dẫn, thậm chí những cái chương trình đi giao lưu. Đây là bộ phúc lục thọ mình vẽ trên nền. Tôi. Chơi. Đi. 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 Đi.